Trung Kiên Audio xin kính chào quý vị anh chị và các bạn. Trên thủ buổi trưa ngày hôm nay thì Trung Kiên Audio liên tục lên sóng với các bác một bộ dàn của hãng Sony, model là Z3MD. Bộ này thì em bán cũng khá là nhiều rồi, anh em cũng biết cái chất lượng nó rồi. Con này bass khá là lực anh em nhé. Nó công suất khá là lớn, 100W hai loa. Chơi tốt ở những cái phòng nó không gian khoảng độ dưới 30m² thì đánh nó đều rất hay. Đó. Tình trạng bộ dàn này về thì chạy full tất cả các tính năng CD, MD, AUX, điện thoại máy tính và TV. Đó. Tuy nhiên rằng là cái ổ CD của con này thì cái mắt đọc của nó có thể nó bị bẩn, cho nên là khi cho đĩa vào thì nó loát đĩa rất là lâu. Mà tuy nhiên thì khi nó loát đĩa xong rồi thì nó đọc rất là tốt. Đấy. Hiện tại nó mở đĩa CD đây. Đấy, chuyển bài đây. Tuy nhiên rằng là khi mình mở thì nó khoảng 1 phút thì nó mới loát xong. Đấy. Nhưng mà khi loát được rồi anh em thấy là nó chơi rất là tốt luôn. Đó. Nếu anh em nào hay chơi CD thì có thể cân nhắc và có thể không mua con này nhé. Còn nếu mà anh em mua thì khi mình mở CD mình kinh nhẫn một chút xíu. Đó. Đấy. Còn khi đĩa đọc rồi thì đọc rất nhanh thôi. Đấy. Nhưng điểm là như vậy. Cho nên bộ này cũng sẽ có giá rất là tốt cho các bác chơi thôi. Còn này, bây giờ em sẽ test chất âm cho nó. Vừa rồi em mở cái CD nhé. Rồi em tiện thể test luôn cái MD cho nó gọn đi. Sau em sẽ test đến chất âm cho các bác sau. MD đọc mình rất nhanh. MD đọc mình rất nhanh luôn. Con này đài thì giải đài giải 90 nhé, cho nên là em sẽ không test đài vì giải 90 thì nó khó bắt được đài Việt Nam. Đó. Bây giờ em sẽ test cái chất âm của nó qua một bài hát ở điện thoại, kết nối máy tính qua cổng máy tính và TV qua cổng Line AUX nhé, 3.5 Line-in này. Em sẽ có quay chi tiết về cái bộ dàn cho các bác ở cái cuối video và sẽ có báo giá ở cuối video. Các bác chuyển hệ ở cái nút function này nhá, chuyển về chế độ live em, về chế độ live. Đây, live in đấy. Bây giờ em sẽ đi qua quay hình thức của cả bộ dàn.
Bộ dàn này về về tổng quan rất là đẹp, hai loa vuông vắn chưa vỡ chưa bể nở, hình thức mặt thước rất ok các bác nhé. Đó, thùng vách còn đẹp mới nguyên, phía sau cũng vậy, hai loa chưa vỡ chưa bể nở. Con này cục máy của nó là in Japan, cái này nó tối bởi vì cái chữ này chữ dập nổi, chữ màu đen dập nổi, cho nên là các bác cũng sẽ không nhìn thấy, nhưng mà khi các bác nhìn trực tiếp thì sẽ thấy đầu máy là in Japan, hai loa thì in China, sản xuất công suất hai loa là 100W các bác nhé, trở kháng 6 ohm. Đó, rất đẹp. Cái căng thì có bị rách nhẹ, hai lưới có bị rách các bác nhé. Đó, lưới này là lưới trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu được loa luôn. Với bộ Sony này thì Trung Kiên Audio đang bán với các bác với giá là chỉ 1.450.000 các bác nhé. Đó, 1.450.000. Các bác chú ý thì giá của bên em đã bao gồm một đổi nguồn, một dây AUX để các bác chơi điện thoại máy tính và TV qua cổng 3.5. Và đặc biệt là nếu các bác mua hàng mà chuẩn hết thì vẫn chính sách cũ, bên em lại có quà tặng cho các bác, đó là gì? Đó là một bộ chân đế cây loa và âm ly bao gồm 12 chiếc. Đó, nếu như các bác có chân đế rồi hoặc các bác không thích chân đế thì em sẽ đổi cái gói quà tặng này sang gói quà tặng thứ hai là bao ship luôn cho các bác với tổng giá là 1.450.000 các bác nhé. Và các bác chú ý tất cả các mặt hàng bên em bán ra cho các bác thì đều bao nguồn, bao công suất cho các bác. Đấy, tức là bao AUX luôn các bác. Các bác chú ý điều này giúp em nhé. Các bác mua hàng liên hệ số điện thoại Zalo của bên em là 0975 575 262. Các bác chú ý nhé, số điện thoại Zalo là 0975 575 262. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video.